Trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh ngày 23 tháng 6 năm 1965 Từ lâu, tên người chiến sĩ biệt động Quỳnh Phi Long đánh nhà hàng Mỹ Cảnh đã trở thành quen thuộc. Anh Bảy B nói, cô muốn giết trận đánh Mỹ Cảnh phải gặp anh Quỳnh Phi Long, anh ấy còn sống đấy. Thời kỳ này không một địa điểm vị trí nào có Mỹ, có lực lượng quan trọng của Ngụy mà không bị quân biệt động tấn công liên tục giòn giả. Chỉ riêng trong năm 1965, nằm được mùa của biệt động, hàng chục trận đánh lớn đạt thắng lợi rất cao và hàng trăm trận đánh loại vừa và nhỏ thắng lợi khiến đối phương phải đảo điên rối loạn, ăn không ngon, ngủ không yên. Với chiến sĩ biệt động Quỳnh Phi Long, trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh chỉ là một trong số trên 40 trận lớn nhỏ mà anh đã tham gia đánh. Có khi hai, ba, khi bốn người, có nhiều trận, chỉ có một mình anh tác chiến với vũ khí trái nổ tự chế cũng gây cho địch thất điên bác đảo. Hồi ấy ta đánh rầm rộ, có lệnh từ ban chỉ huy, từng đội biệt động thường xây dựng tổ chức cơ sở riêng, tự động tác chiến, cứ nơi nào phát hiện có địch mà tìm ra cách đánh tiêu diệt sinh lực địch là đội trưởng lập kế hoạch lên phương án đánh có khi đánh xong rồi mới báo cáo cấp trên còn những trận lớn thì có sự kết hợp hỗ trợ giữa các đội xin vũ khí dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của tư lệnh quân khu mới cách trận đánh nhà hàng mỹ cảnh một tuần trước khi đi ngang qua bãi đậu xe đưa rước người Mỹ, nơi trung tâm các khách sạn lớn, chỗ sau nhà hát thành phố, góc đường hai bà Trưng Lê Lợi bây giờ, phát hiện ra vị trí mục tiêu và cách đánh. Quỳnh Phi Long về bàn giới một thành viên trong đội hỗ trợ đề xuất giới cấp trên xin vũ khí DH-10. Buổi sáng như thường lệ, người Mỹ tập trung khá đông ở bãi này lên xuống xe. Trong đó có cả vài người bán báo, bán đậu rang. Một người chạy chiếc xe đạp, vừa dựng xe, cách đó khoảng 20 mét có một cảnh sát gác thấy vậy đi lại toan xét hỏi. Người chạy xe đạp liền thản nhiên tiến lại người bán báo gần đấy cùng phía người cảnh sát, nói to, cho mua tờ báo. Xong quay lại dắt xe đi liền. Người cảnh sát ngỡ là người mua báo, bỏ qua không hỏi, Người dắt xe đạp dòng xe ra chỗ khuất, cạnh góc mặt đường hai bà Trưng dựng xe rồi đi nhanh. Hai mươi giây sau, một tiếng nổ ầm gian thổi ngay giữa đám người Mỹ đang tập trung lên xe, mấy chục thiệt mạng. Người dựng xe đạp là Quỳnh Phi Long, cùng một đồng đội đứng yểm trợ gần đấy, đánh nhẹ nhàng thầm lặng, nhanh bất ngờ như thế nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao. Chiến công của chiến sĩ biệt động thật thần kỳ, không kể hết. Quỳnh Phi Long đã từ lâu quan sát theo dõi nhà hàng Mỹ Cảnh, nơi này nằm trong tầm ngắm của đội 67, một nhà hàng trên tàu nổi neo đậu ở bến Bạch Đằng nơi ăn chơi họp mặt hội họp bàn kế hoạch của nhiều chuyên viên cao cấp mỹ ngụy và rất đông bọn sĩ quan an ninh quân đội bọn ác ôn mật vụ chìm nổi thường tới đây ăn nhậu mục tiêu này trước sau gì cũng phải đánh anh đề đạt ý kiến với ba phong lúc đó là chỉ huy đội sáu mươi bảy ba phong cùng lê tấn quốc nhất trí sẽ đánh nhà hàng mỹ cảnh phân công cho anh em mỗi người một nhiệm vụ Quỳnh Phi Long là người trực tiếp thực hiện trận đánh cùng Lê Văn Rãi. Hai người liên tục trinh sát theo dõi mục tiêu. Chiếc tàu này cỡ 75 m bề ngang 25 m chứa cả trên 250 người, neo đậu cặp bến Bạch Đằng cách kinh bến Nghé cỡ 100 m đối diện ngay cột cờ thủ ngữ. Tên chủ nhà hàng là người qua tên Phú Lâm, Kim Đặc Dụ, tay chân đắc lực thường cộng tác với bọn tình báo xe, và bọn mật vụ gây không ít khó khăn cho hoạt động của ta. Nhà hàng nổi mỹ cảnh ở dưới sông chỉ có một lối đi là chiếc cầu lên xuống duy nhất. Lính canh mang tiểu liên đứng ngay cầu thang. Chiếc cầu gỗ này dài cách bờ 20 mét. Ba bốn tên cảnh sát và an ninh chìm canh gác khu vực trên bờ chỗ khoảng trống trước nhà hàng. Trước đấy ta đã một lần đánh hụt nhà hàng Mỹ Cảnh nhưng không xong. Nay lập kế hoạch đánh trận này, chiến sĩ Hạ quyết tâm phải đánh bằng được để trả thù cho đồng chí Trần Giang Đan vừa bị địch sát hại ngày 23 tháng 6 năm 1965 tại cổng chợ Bến Thành. Người phụ trách vũ khí là Nguyễn Văn Sâm, tự tám sâm đội phó đội sáu mươi bảy cùng hai nữ giao liên nguyễn thị hoài và kiều nương vận chuyển vũ khí từ thuận an xuống vượt sông sài gòn đến bến lò long kiển quận tư tại nhà cơ sở cất dấu vũ khí chị nguyễn thị năm đường tôn thất thuyết quận tư tám sâm giao cho quỳnh phi long hai trái dh mười tức là mình định hướng kiếp nổ đồng hồ hẹn giờ Quỳnh phi Long tự thiết kế vũ khí. Ngày hôm đó, phi Long chở tám sâm đi thì thực lại tình hình lần chót. Nhưng hôm sau tình hình rất khác thường. Địch tăng cường lực lượng cảnh sát quân đội, bọn biệt khu thủ đô rải khắp các nẻo đường chặn xét người qua lại. Các cửa ngõ ra vào thành phố có xe tăng chặn. Thấy tình hình khác thường vậy, y như lộ chuyện, địch lo canh phòng anh em lo ngày nay khó có thể thực hiện được nhiệm vụ tại nhà hàng mỹ cảnh địch tăng cường nhiều cảnh sát canh gác trang bị súng tiểu liên ba tên đứng ngay tại cầu thang nhà hàng ba tên khác cùng bọn cảnh sát chìm nổi mật vụ lấp ló quanh khu bãi trên sân đối diện nhà hàng hai xe tăng thủy quân lục chiến phòng thủ ngay cạnh nhà hàng tại cột cờ thủ ngữ ló ra những họng súng hung tợn tưởng như sắp có đánh nhau to tình hình căng thẳng chắc có sự kiện gì mà chúng tăng cường canh phòng dữ vậy hai anh em không khỏi lo lắng cho trận đánh tối nay trên con đường trịnh minh thế cầu hang tức là cầu quay từ quận 4 Khánh Hội sang quận 1, đường duy nhất sẽ vận chuyển vũ khí tới trận đánh lại đang bị bọn cảnh sát chặn hỏi, dò xét từng người. Phương án đánh đã được Phi Long nghiên cứu kỹ, vẽ sơ đồ báo cáo thông qua chỉ huy, được nhất trí duyệt quyết định cho đánh. Theo kế hoạch, hai chiến đấu viên vào trận là Quỳnh Phi Long và Lê Giang Rẫy, tự là Trọng. Vi long đánh trái thứ nhất nổ trước 5 phút cho thổi từ bờ xuống 2 phần 3 tàu, còn 1 phần 3 phía sau tàu là nhân viên tàu, chừa ra không đánh. Trái thứ hai do đồng chí rẫy đánh sau 5 phút, cách mục tiêu, ngay bãi trống trên bờ đối diện tàu, chỗ cầu thang xuống. Ngay đầu cây cầu độc mộc, nhận định khi trái thứ nhất nổ, trên tàu sẽ nháo loạn bọn còn sống và bị thương nhẹ sẽ tranh nhau chạy lên bờ để chờ cấp cứu. Bọn bảo vệ quanh đấy cũng phải chạy lại, chỗ này sẽ khá đông, lại gặp nổ tiếp, trái nổ này mới đích đáng hiệu quả. Trước khi vào trận đánh, Quỳnh Phi Long bàn với anh rể. Hôm nay không thể mang theo súng vì sẽ bị chặn xét, lộ thì hỏng diệt. Ta bỏ súng lại hết, mới may lẫn thoát được tôi mang theo hai trái lựu đạn nếu bọn lính phát hiện chặn lại tôi sẽ đánh hai quả lựu đạn diệt lính còn rẫy đi sau dùng ngay quả mìn định hướng dh 10 của mình ngắm vào bọn địch quanh đấy đánh để hỗ trợ cho tôi mang trái nổ chạy phi thẳng đến mục tiêu đánh quyết tử vào tàu đã đánh là đánh bằng được lần này không chịu bỏ dù phải hy sinh vẫn quyết đánh lúc kiểm tra lại vũ khí trước khi vào trận thì trời ơi, nếu không kịp kiểm tra ngay lúc đó thì trái DH10 đã nổ tung và cả hai đều chết. Đồng hồ gài trái bị mát, sắp nổ, thật hú vía. Phi Long vội giật sợi dây điểm quả. Quỳnh Phi Long động viên rẫy. Dù có hy sinh, hai chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước đảng và quân đội trong trận đánh này. Sau khi sửa đồng hồ, gài hai trái DH10 xong, canh giờ và hai người đi đến mục tiêu. Sẵn trong đầu hai phương án đánh, hai chiến sĩ xuất phát với ý chí quyết đánh thắng. Quỳnh Phi Long chở một trái DH10 trên xe Mobilet đi trước, rảy chở một trái DH10 trên xe đạp. Giả người bán báo theo sau, với khoảng cách nhìn thấy nhau. Khi đến gần cầu hang, Phi Long đi chậm lại quan sát địch đang chẩn xét lục soát từng người lợi dụng thời cơ đông người và xe phi long cho xe vượt qua khỏi trạm gác cầu quay thoát chốt gác đi một lát lo lắng anh ngoảnh lại coi rẫy có đi qua được không thì may sao rẫy cũng luồn lách hay không kém thoát khỏi trạm gác cả hai nhìn thấy nhau mừng thầm cùng đi về phía mục tiêu thực hiện đúng phương án tác chiến tới gần mục tiêu phi long dừng lại quan sát rảy cũng tới thấy rõ ba tên cảnh sát đứng ngay chỗ cầu thang phía trên bờ bốn tên cảnh sát đứng dàn hàng ngang súng tiểu liên cầm tay hai tên cảnh sát đang đi lại ngay khoảng đất trống quanh đấy số thủy quân lục chiến hình thành thế bảo vệ quanh khu vực trên tàu nhà hàng mỹ cảnh đèn sáng trưng như ban ngày người đông kính hết ngay khu bãi trống có mấy người bán thuốc lá, bán rong đi qua lại. Nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn một phút nữa, Phi Long dắt xe vào điểm đã nhắm trước, bình tĩnh dựng xe. Canh mình đặt ở tư thế mặt lõm, quay vào trung tâm vị trí đánh. Đúng hướng thổi xuống phía hai phần ba chiếc tàu, trong khi bốn tên lính đứng gác đang nhìn trời đất mơ màng, ngắm cảnh ăn nhậu nhộn nhịp đông vui trên tàu bốn tên này đang đứng quay lưng ngay trước quả mìn. Quỳnh Phi Long còn kịp bước tới mua đứa thuốc lá, rồi bước nhanh chóng, anh vừa nhìn thấy đồng chí rẫy cũng đã đặt xong quả mìn vào đúng vị trí và rút lẹ. Phi Long đi nhanh đến bên cạnh công viên có cây trụ cột áp sát người vào, lợi dụng bóng tối bỏ hai quả tạc đạn xuống mép sông rồi nhanh chóng lách người qua công viên nhảy lên xe của tám sâm đậu sẵn xe vừa chạy vài chục mét thì trái mìn của anh nổ vang động xe chạy tới bùng binh nguyễn huệ thì bọn cảnh sát chặn lại xét người kiểm tra giấy tờ nhưng thấy hợp pháp nên chúng cho đi vừa lúc đó trái mìn thứ hai của rẫy nổ ầm vang tiếp theo cả khu vực như bừng dậy xe cảnh sát hú in ỏi báo động chạy hỗn loạn khắp các ngã đường anh em chiến sĩ biệt động hòa trong dòng người bình yên Quỳnh Phi Long và anh Sâm khi chạy ngang chợ Bến Thành nơi mới cách đây 3 ngày ngày 20 tháng 6 năm 1965 tại bùng binh này địch đã xử bắn chiến sĩ biệt động dũng cảm kiên cường Trần Văn Đang cái chết của anh đã đi vào lịch sử anh nói như gọi đồng đội trần văn đan ơi chúng tôi đã trả thù cho anh nhận định phân tích tình hình là phương án đánh thật hay khoa học tinh vi logic không ai giỏi hơn những người chiến sĩ dày dạng kinh nghiệm lăn lộn ngày đêm dũng cảm say mê với nhiệm vụ này khi trái mìn thứ nhất thổi chụp ngang nhà hàng mỹ cảnh sau tiếng nổ kinh hoàng Bọn còn sống quảng loạn Đạp lên nhau chạy qua cầu Vào trong bờ thoát chết Thì vừa dặn quả mìn thứ hai Của rẫy nổ gian Hất chúng xuống sông Kết quả trận đánh cao Địch chết và bị thương vô số kể trong số những tên chết tại chỗ có 28 tên Mỹ gồm 4 trung tá, một phó phòng mật vụ phòng 5 bến Bạch Đằng, một đại úy an ninh phi trường Tân Sơn Nhất, một đại úy cố vấn cảnh sát đô thành cố vấn của phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, 20 tên mật vụ Mỹ không rõ chức vụ. Bọn an ninh hải quân mật vụ chìm nổi, bọn có nhiều nợ máu với nhân dân. Trong số những người bị thương có rất nhiều người Mỹ hàng chục xe quê kỳ hư hỏng. Một chiếc cano có bốn tên hải quân ngụy chạy đến cặp vô nhà hàng Mỹ Cảnh để cấp cứu đã bị nhận chìm bởi trái mìn thứ hai. Sau đó đại sứ Mỹ ra cảng chứng kiến cảnh lắc đầu ủ rũ thất vọng thê thảm. Mấy ngày sau, địch kéo cờ tan. Nhà hàng Mỹ Cảnh sụp đổ phải kéo đi nơi khác sau giải phóng năm 1975, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh vẫn còn phơi cho khách tới tham quan chiến công của biệt động. Cả hơn chục năm sau, chiếc tàu mới bị hủy. Tôi được gặp anh Quỳnh Phi Long qua giới thiệu của câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động. Anh kể say sưa và rất vui khi được nhắc lại những ngày đánh trận hang say cách đây gần 40 năm. Người chiến sĩ ấy nay đã ở tuổi 68 mà vẫn còn khỏe mạnh như anh thợ sửa xe máy lạc quan yêu đời. Anh kể, tôi đã tham gia đánh trên 40 trận, tổ chức đánh trên 50 trận ở Sài Gòn này. Hồi đó đánh liên tục liền liền không còn nhớ mà kể, hết trận này tới trận khác không ngán hy sinh. Tiếc rằng cuối năm 1966 tôi bị bắt, tôi ở chuồng cọp Côn Đảo 7 năm đấy ở tù vẫn sinh hoạt chi bộ đều không mất năm nào hồi bị bắt anh kể cho tôi nghe đã trải qua đủ mọi cực hình tra tấn giả mang tinh vi kỹ xảo thâm hiểm độc ác nhất của nhà tù mỹ ngụy anh có kinh nghiệm chịu đựng tra tấn cỡ nào cũng không để lộ một cơ sở một đồng đội nào bị bắt anh tự hào mang khoe những tờ khai địch hỏi cung tôi trong tù sau này ta còn giữ được tôi cũng còn giữ đây sau khi được trao trả tù chính trị năm 1973, tôi về Sài Gòn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đội trưởng đội 2 biệt động sau này. Ngày ấy hăng hái, ham đánh giặc, không ngày nào còn rảnh, không sợ hy sinh, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhiệm vụ cách mạng. Có một lần khi ôm trái đi đánh, đứa nhỏ con tôi hỏi, ba đi chừng nào về? Tôi chợt nghĩ, nếu mình hy sinh, con mình ai nuôi đây? Nhưng nhiệm vụ bao giờ cũng là trước nhất, Hàng ngày, ngoài lúc đi trinh sát, lúc đi đánh trận, tôi vẫn sửa xe nuôi mấy đứa nhỏ. Sau này hòa bình cũng thế. Nhờ nghề sửa xe và làm rẫy nuôi cả nhà. Bà nhà tôi cũng hoạt động giao liên vận chuyển vũ khí. Sau bà bị yếu, đứa con lớn của tôi bị nạn thành khờ. Ba đứa nhỏ nữa, hồi sau giải phóng khó khăn lắm, chỉ mình tôi là lao động. Nhưng đất nước được giải phóng rồi, có khó khăn gian khổ thì cũng thấm gì so với hồi còn chiến tranh, tôi được hưởng lương mất sức. Hơi tiếc một chút, vì thời gian hoạt động trong quân đội của tôi tính ra chỉ được 29 năm mấy tháng, nên không đủ được hưởng lương hưu. Nhưng như thế mình còn may mắn hơn nhiều anh em đã hy sinh. Cỡ tôi với 7B, 5 chiếu, 3 náo, mà hồi Tết mẫu thân không ở trong tù thì chắc chắn hy sinh rồi. Anh kể vui, bữa tôi lấy mìn ở một nhà gia đình cơ sở đi đánh khách sạn ba sao, nhìn lên nóc nhà sáng lấp lánh đến trăm sao vì mái lá rách đã lũng tới cả trăm lỗ chưa lập lại được. Nhà nghèo như thế đấy nhưng vẫn hết lòng với cách mạng. Có vậy chúng ta mới thắng được Mỹ phải không cô? Tháng 4 năm 2004 Viết theo lời kể của anh Quỳnh Phi Long, và tư liệu